Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Chúng ta đã sắp sửa bước qua năm 2022 rồi và chắc hẳn là các bạn đang tìm kiếm cho mình một mẫu đồng hồ đồng nào. Và video ngày hôm nay thì Mây sẽ mang tới cho bạn 10 mẫu đồng hồ Thụy Sĩ mà các bạn có thể tham khảo cho dịp Tết này nhé. À, ngày hôm nay thì chúng ta có cả đồng hồ pin lẫn đồng hồ cơ nha. Mình sẽ đi lần lượt theo mức giá nha. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tới với một mẫu đồng hồ pin tới từ thương hiệu Tissot. Chúng ta sẽ có một tên mã là T0636103608 00, với mức giá là 10.010.000 đồng. Đây là một trong những bộ sưu tập đã mang lại một sự thành công nhất định cho Tissot, chính là Tissot Tradition. Chúng ta sẽ có một vẻ đẹp cho sự sang trọng và cổ điển này. Đến với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ được trang bị dây da, mang lại một vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng, quý phái. Đường kính mặt số là 42 và dày 7.47mm. Thiết kế mặt số thì chúng ta sẽ có đánh vân galoche cầu kỳ, kim chỉ đầu phin và dạng số là mã cổ điển thường thấy. Tuy nhiên thì lớp mạ vàng hồng trên các chi tiết thời gian lại làm cho thiết kế đồng hồ như cuốn hút hơn hẳn. Tích hợp ô cửa sổ lịch ngày được bố trí tại vị trí 3 giờ này. Chúng ta sẽ được trang bị mặt kính sapphire chống suốt chỉ sao kim cương thôi. Case đồng hồ thì cũng được mạ vàng hồng sang trọng, có độ sáng bóng cao kết hợp với dây da mịn cao cấp, may viền tinh tế và chúng ta sẽ có một gam màu nâu trẻ trung năng động. Ngoài ra thì bộ máy quartz với thời gian hoạt động chuẩn xác cũng là một điểm đáng chú ý của mẫu đồng hồ này. Hơn thế nữa thì chúng ta sẽ được trang bị 3 chân kính ở bên trong, còn giúp cho phiên bản này hoạt động một cách êm ái hơn vì sự cọ sát giữa các bánh răng đã được giảm đáng kể. Đến với mẫu đồng hồ thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục cũng là thương hiệu Tissot với số mã là T0064071603300, với mức giá là 15.750.000 đồng. Một mẫu đồng hồ trực thuộc một trong những bộ sưu tập lâu đời nhất của Tissot, được ra đời lần đầu tiên vào năm 2003. Đến nay thì Tissot Relox đã thống trị giới thời trang đồng hồ ở phân khúc giá rẻ, trung cấp và gần 20 năm. Một con số không hề nhỏ nhưng mà đã chứng tỏ được rằng giá trị và sức hút của Tissot chưa bao giờ giảm dần theo thời gian. Và để sở hữu một sản phẩm đồng hồ cơ Thụy Sĩ chất lượng thì số tiền mà bạn phải bỏ ra là không dưới 20 triệu đồng. Thế nhưng với mẫu đồng hồ này đã ra đời mang đến nhiều đột phá trong thiết kế này, đặc biệt là giá thành với mức giá chỉ từ hơn 15 triệu đồng. Chúng ta sẽ có đường kính mặt số là 39.3mm này. Với kích thước này thì mình nghĩ là sẽ vừa vặn với hầu hết cổ tay của phái mạnh Việt. Trên mặt số thì chúng ta sẽ có các cọc số được làm dưới dạng số la mã, đem tới một vẻ đẹp cổ điển và sang trọng cho người đeo. Ở vị trí 6 giờ của sản phẩm thì chúng ta sẽ nhận thấy hai dòng chữ quan trọng cũng như là rất là quen thuộc, đó chính là Relox biểu thị cho dòng sản phẩm và Powermatic 80 biểu thị cho khả năng giữ chữ cóp lên tới 80 giờ, và chúng ta sẽ có 23 chân kính này. Với chất liệu để hoàn thiện thì chúng ta sẽ có một mặt kính là sapphire này, với khung niềng sẽ là thép không gỉ 316L và dây đeo da. Và đến với mẫu đồng hồ thứ ba của chúng ta sẽ tới từ thương hiệu Rosa với số mã là D155RBL, mức giá là 18.700.000 đồng. Khi mà chúng ta nhắc tới vân galoche thì sẽ có rất là nhiều những kiểu thiết kế khác nhau. Thế nhưng đối với mẫu đồng hồ này thì sẽ là Sunburst galoche, được rất là nhiều những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới sử dụng, và đó cũng chính là một điểm khác biệt và mang lại một cái điểm nhấn nhất định cho mẫu đồng hồ Rosa của chúng ta. Và đây là một trong những mẫu đồng hồ pin của Thụy Sĩ bán chạy nhất trong cái phân khúc giá này. Chúng ta sẽ có một thiết kế mặt màu xanh và chia làm hai lòng rõ rệt. Ở lòng trong thì sẽ là thiết kế vân galoche này, lòng ngoài thì sẽ là cọc số kết hợp với chữ số la mã ở vị trí 12 giờ. Và chúng ta sẽ có một thiết kế kim dây tách hẳn ra một ô riêng biệt, không đồng trụ. Bao phủ nền mặt số sẽ là một tông màu xanh, mang lại một cái cảm giác trẻ trung và năng động nhất định. Với vỏ máy hay là với cọc kim chỉ thì chúng ta sẽ được mạ một lớp vàng hồng rất là thời trang và nổi bật khi mà chúng ta kết hợp với màu xanh. Đường kính mặt số thì sẽ là 30 và dày 6mm. Đây là một kích thước mà mình nghĩ là nó sẽ khá là nhỏ và sẽ phù hợp với những anh chàng mà có cổ tay dưới 17cm. Mặt số màu xanh kết hợp với dây đeo da màu đen sẽ mang lại cho chúng ta một sự phong cách và thời trang nhất định, và cũng rất là dễ dàng để chúng ta có thể phối hợp với nhiều những cái bộ trang phục khác nhau. Ở vị trí thứ tư là mẫu đồng hồ Tissot T0639071605800, mức giá là 20.520.000 đồng. Chúng ta sẽ được trang bị bộ máy Powermatic 80 với tần số dao động là 21.600 VPH này, với 25 chân kính, hỗ trợ lên dây cáp tự động và thủ công, với thời gian dự trữ năng lượng là 80 giờ. Và ngay tại tâm đồng hồ thì Tissot đã sử dụng các họa tiết galoche được thiết kế lặp đi lặp lại. Đây được xem là điểm nhấn hướng sự chú ý của phái mạnh đến tâm của đồng hồ, giúp chúng ta có thể dễ dàng xem thời gian hơn. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến ở
vị trí 12 giờ, đó chính là một thiết kế open heart hay còn được biết tới với cái tên là lộ tim. Chính thiết kế này đã mang lại cho bạn một vẻ ngoài mạnh mẽ nam tính mà còn giúp bạn dễ dàng chiêm ngưỡng các chuyển động kỳ diệu bên trong của đồng hồ. Cuối cùng đó chính là các chi tiết trên mã số như là cọc số này, kim hiển thị. Các chi tiết này thì đều được sử dụng bởi những đường nét thẳng kết hợp cùng với tông màu bạc vừa nổi bật lại vừa tạo được sức hút rất là riêng trên nền mã số màu đen. Chúng ta sẽ có một đường kính là 40 dày 9.4mm, sử dụng mặt kính sapphire kết hợp với chất liệu thép không gỉ làm không niềng và khả năng chống nước là Aptamer. Vị trí thứ 5 của chúng ta sẽ tới từ một thương hiệu mà cũng rất là nổi tiếng ở Thụy Sĩ ở phân khúc tầm trung, đó chính là Mido. Với số mã là M024071106100, mức giá là 21.380.000 đồng. Chúng ta sẽ có một thiết kế mặt số màu đen ấn tượng mang lại một vẻ đẹp nam tính mà chắc chắn là dành cho bất cứ ai mà sở hữu mẫu đồng hồ này luôn ấy. Ngoài ra thì với màu sắc này thì chúng ta cũng dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau nữa. Điều này giúp đa dạng hóa phong cách thời trang của phái mạnh. Về thiết kế đồng hồ thì chúng ta sẽ có các vạch số khá là đơn giản nhưng mà không thể khiến cho người dùng cảm thấy đơn điệu. Chúng ta sẽ có một kim chỉ thanh mảnh này. Mặt số được thiết kế theo dạng các viền vòng tròn và mang lại cho chúng ta một cảm giác góc nhìn đa chiều hơn ở nhiều những góc nhìn khác nhau và cũng nổi bật và không hề đơn điệu dành cho mẫu đồng hồ này. Chúng ta sẽ có đường kính mặt số là 40 dày 10mm với khả năng chống nước là 5 ATM. Mẫu đồng hồ này mang lại cho mình một cảm giác rất là đơn giản này. Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những anh chàng mà đang theo đuổi một cái phong cách khá là đơn giản. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta một nét đẹp nam tính sang trọng không hề thua kém bất kỳ một mẫu đồng hồ nào. Và cuối cùng tại vị trí 3 giờ thì chúng ta sẽ được trang bị một ô lịch ngày nữa, rất là tiện dụng. Tiếp theo vẫn sẽ là một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot với số mã T006428113801, mức giá là 23.380.000 đồng. Chúng ta sẽ có một kích thước trung bình với 39.3 dày 11.55mm. Đây là một kích cỡ màu hoàn toàn vừa vặn đối với cổ tay của nam giới trưởng thành, đồng thời tạo một sự thoải mái nhẹ nhàng khi mà chúng ta đeo trên cổ tay. Phiên bản này có một phong cách đậm chất cổ điển với mặt tròn truyền thống cùng các chi tiết được tạo hình theo kiểu cổ xưa. Vạch mốc thời gian là những chữ số La Mã được thiết kế thanh mảnh này, đường nét tinh tế làm toát lên một cái vẻ đẹp thanh thoát của đồng hồ. Kết hợp với đó là các kim chỉ dạng glyph thường được dùng hầu hết ở những phiên bản từ cổ điển kim dành cho cả phái nam và phái nữ cho mọi độ tuổi luôn. Đặc biệt kim dây thì không nằm trong trục chính mà chúng ta sẽ được cách điệu riêng biệt tạo thành một mặt số phụ nhỏ tại vị trí 6 giờ. Và chắc chắn là không thể nào thiếu được những họa tiết kỳ Loge, điều đặc trưng nhất của bộ sưu tập Tissot Loge. Mặt kính sẽ là từ kính chống chảy sapphire, đây được xem là một trong những loại kính mà có khả năng chống chảy xước tốt nhất hiện nay. Chúng ta sẽ sử dụng bộ máy E-Tay 28252 có khả năng lên cót tự động, có thời gian hỗ trợ lên cót tay với khả năng dự trữ năng lượng lên tới 38 giờ, tần số dao động là 28.800 VPH với 25 chân kính. Tiếp theo là một sản phẩm đến từ thương hiệu Frederic Constant. Chúng ta sẽ có một số mã là FC245M5S6, mức giá là 23.380.000 đồng. Và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một thiết kế rất là mỏng nhẹ. Và đây là một trong những thiết kế đến từ bộ sưu tập Slimline và sẽ là một món phụ kiện mà tinh tế cũng như là năng động dành cho phái mạnh đấy. Khung nền đồng hồ thì chúng ta sẽ được làm từ chất liệu 316L này, mạ PVD màu bạc sang trọng với độ dày chỉ 5mm, kích thước hoàn hảo dành cho các quý ông có cổ tay thanh mảnh. Với cỗ máy là FC245 Quartz được trang bị 10 chân kính và tuổi thọ pin có thể kéo dài 25 tháng sử dụng. Thiết kế mặt đồng hồ tròn khá là đơn giản với tông màu trắng cùng với vân kỳ Loge theo phong cách họa tiết Claude de Paris. Để đảm bảo được chức năng của mẫu đồng hồ 2,5 kim thì ô kim rốn được đặt riêng tại vị trí 6 giờ quen thuộc. Thay vào đó thì ô cửa sổ hiển thị lịch ngày được đặt tại vị trí 3 giờ thông thường. Chúng ta sẽ có các cọc số La Mã kết hợp với bộ kính mắt ngỗng nổi bật trên nền mặt số màu trắng. Mặt kính được làm từ chất liệu sapphire với đường kính là 39mm cùng với khả năng chống sức tuyệt đối giúp chúng ta có thể dễ dàng quan sát rõ nét từ mọi góc nhìn khác nhau. Với khả năng chống nước là 3 ATM và với những cái ưu điểm là mỏng này, nhẹ đi kèm với thiết kế thanh lịch thì chắc chắn đây là một mẫu đồng hồ mà mình nghĩ là sẽ hoàn hảo phù hợp và dành cho các quý ông. Tiếp theo cũng là một thương hiệu Thụy Sĩ đình đám không hề kém cạnh, đó chính là Longines. Với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một tên mã là L4859-4126 với mức giá là 26.620.000 đồng. Đây là một sản phẩm thuộc bộ sưu tập Rare của dòng đồng hồ Longines Elegant. Đây là một bộ sưu tập mà lấy cảm hứng từ những chiếc Dahlia với những đường nét mềm mại này, thanh thoát và tinh tế của loại nhạc cụ này. Chúng ta sẽ được trang bị chất liệu thép không gỉ 316L ở vỏ. Và ngoài ra thì cũng được trang bị mặt kính sapphire tuyệt đẹp với các tính năng chống chảy xước một cách hoàn hảo này.
Đây là một trong những sản phẩm mang nét truyền thống được thiết kế dựa trên những nét tinh túy của thế giới đồng hồ từ trước cho đến nay. Cùng với đó thì mẫu đồng hồ này chúng ta sẽ được trang bị bộ máy Calibre 157. Thời gian sử dụng pin có thể là 2,5 năm, cùng với đó là 6 chân kính mang lại một khả năng bền nhất định cho mẫu đồng hồ này. Thiết kế mã số thì cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một thiết kế 3 kim cọc số đơn giản. Ở vị trí 3 giờ thì sẽ là một ô lịch ngày, kết hợp với phần dây đeo cũng được làm từ chất liệu thép không gỉ. Với tông màu trắng trên phần mã số thì cũng sẽ giúp chúng ta có thể phối hợp với nhiều những cái bộ trang phục khác nhau ở những cái hoàn cảnh khác nhau. Kết hợp với dây đeo được làm từ chất liệu thép không gỉ nữa thì đây sẽ là một mẫu đồng hồ sang trọng mà theo một cái trường phái đơn giản, tinh tế. Tiếp theo, vị trí thứ 9 chúng ta sẽ tới với thương hiệu FC Frederic Constant với số mã là FC303MV5B4 với mức giá 30.420.000 đồng. Mẫu đồng hồ này sẽ nằm trong bộ sưu tập Classic Automatic, mang lại một nét cổ điển nhất định. Tuy nhiên thì vẫn sẽ rất là thời thượng, bởi vì chúng ta phần nhìn bên ngoài sẽ được mạ lớp vàng hồng này, mang lại một cái nét thời trang sang trọng dành cho mẫu đồng hồ này. Về thiết kế mã số, đúng với cái tên cổ điển thì chúng ta sẽ có các cọc số dạng vạch kết hợp với các chữ số La Mã cùng với bộ kim vót nhọn rất là đẹp mắt. Các chi tiết này thì đều được mạ vàng hồng, nổi bật trên nền trắng của mã số cũng như là hài hòa với màu sắc của phần vỏ và dây đeo của đồng hồ nữa. Các nghệ nhân của Frederic Constant cũng khéo léo lồng ghép một ô tròn nhỏ hơn với những đường chạm ghi lô sang chảnh ở bên trên mặt số này. Chúng ta sẽ sử dụng cỗ máy là FC303 với thời gian dự trữ năng lượng là 38 giờ. Dù không phải là một mức cao, song mức chữ cót này cũng có thể xem là đủ với những người đeo đồng hồ thường xuyên. Bên cạnh đó là mặt kính sapphire chống chảy xước và khả năng chống nước là 5 ATM, nên là chúng ta có thể hoàn toàn an tâm khi mà sử dụng mẫu đồng hồ này. Và cuối cùng là một mẫu Dosa D124RBKW với mức giá là 31.390.000 đồng. Đây là một thiết kế phải nói là chúng ta sẽ khó mà có thể đụng hàng với bất kỳ một mẫu đồng hồ nào khác. Không chỉ có một tạo hình đẹp mà bên cạnh đó còn chất lượng nữa, và chúng ta sẽ sở hữu một vẻ ngoài nam tính đầy mạnh mẽ. Về mặt số thì tông màu đen được lấy làm tông màu chủ đạo, kết hợp các chi tiết như là vạch số La Mã này rất là dày và to, mang lại cho chúng ta một cái cảm giác lạ mắt khi mà chúng ta xem lờ. Tuy nhiên thì sẽ không hề rối mắt, bởi vì chúng ta sẽ được bày trí rất là gọn gàng với các con số hiển thị to rõ nét, nhưng mà nó cũng sẽ dễ dàng quan sát này. Và chúng ta sẽ có một ô vuông ở trung tâm để tách biệt rõ rệt hai lòng của mẫu đồng hồ này. Chúng ta sẽ có một đường kính mã số 41mm, dày 11mm, và đây là một trong những cái độ dày mà tương đối và sẽ phù hợp với những anh chàng mà có cổ tay nó hơi to một chút xíu. Với chất liệu mặt kính là sapphire, chất liệu thép không gỉ làm liền cùng với dây đeo, và cuối cùng là khả năng chống nước 3 ATM. Một điểm đặc biệt nữa mình có thể kể tới ở mẫu đồng hồ này đó chính là ô lịch ngày thứ. Thay vì được đặt ở vị trí 3 giờ hay là 12 giờ như thường lệ thì chúng ta sẽ được đặt song song ở phần vị trí 6 giờ. Đây cũng là một trong những cái nét đặc trưng riêng của mẫu đồng hồ này. Và vừa rồi là 10 mẫu đồng hồ Thụy Sĩ pin và cơ có mức giá dao động trong khoảng là 10 đến 30 triệu đồng mà các bạn có thể tham khảo. Các bạn ưng ý với mẫu đồng hồ nào và chấm điểm cho mẫu đồng hồ nào nhất thì đừng quên để lại bình luận chia sẻ cho mình biết với nhé. Nào bây giờ thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh Đồ Hà Chiêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!